Bây giờ sắp sửa ăn hả các bạn? Quá trời thơm lừng luôn. Đầy đủ món giống như ăn ở nhà luôn ha. Nhưng mà ăn ở đây thì nó sẽ ngon gấp bội. Wow, sau này này nha, nhanh lên nha. Sơn đã bắt nồi đất lên trước nè. Hai em. Chào cả nhà. Thì mấy anh em mình hái nấm xong, giờ mình ghé vô đây mình nấu lẩu ăn các bạn. Nhà thì mình đem sẵn rồi. Ồ, đi qua lấy cái son đi qua. Lấy cái son. Ồ, đổ hả? Nó đầy quá. Đổ ra cái này, đổ thêm nước này, chưa có pha nước. Đây là rau cải ở nhà đem đi nè các bạn. Ô coi chừng nóng lắm á. Có xé không? Không có xé. Cái này đổ thêm chắc nữa cái... Đổ đất không cho đất đi. Này thì mình nấu rồi nhưng mà mình chưa có pha thêm xíu nước. Mở lò lên chưa? Lẩu mà. Lẩu mà. Lẩu. Được rồi. Đem đầy đủ quá các bạn. Em xuống dưới em rửa mới nấm nha. Ok. Ở đây thì cây suối à. Sát bên nha các bạn. Bà xã mình đem nấm xuống đây rửa sạch các bạn. Có chừng tén không? Đằng kia dễ xuống mà người ta dành rồi. Đằng kia thì nó sát cái suối rồi các bạn, đi xuống nó cũng dễ. Đi xuống hái nấm thì mấy anh em mình đều ra cạnh cái con suối này nấu đồ ăn các bạn. Con suối này mà khi mà trời mưa thì nước nó dâng lên rất là cao. Thì cũng có nhiều bạn yêu cầu hai chồng mình hái nấm xong rồi nấu lẩu ăn bên bờ suối các bạn. Nhưng mà Tùng Nhung á, tới mùa Tùng Nhung á thì nhầm khi bận rộn với lại trời tối rất là mau cho nên không có thời gian để nấu. Bây giờ thì nấm mồng gà mà lại trời còn sáng á, cho nên hai chồng mình tranh thủ nấu luôn. Để mai mốt nhầm khi có Tùng Nhung rồi cũng không có thời gian nấu, với lại mê hái ra trễ lắm. Nhưng mà cái nấm mồng gà này ăn lẩu cũng rất là ngon ha. Thì tại vì mình cũng đã ăn rất là nhiều lần rồi. Đúng rồi, mồng gà này nhúng nấm lẩu cũng không có thua gì Tùng Nhung các bạn. Tại vì Tùng Nhung á thì cái mùi vị của nó, cái mùi của nó hơi có mùi thơm nặng đó. Khi mà mình nhúng vô cái nấm, cái lẩu Thái á thì nó sẽ bị giống như, tại lẩu Thái nó cũng có nhiều mùi, cho nên nó sẽ bị mất đi cái mùi vị của cái nấm Tùng Nhung, không ngon. Còn cái mồng gà này thì nó không có mùi vị gì hết á. Cho nên là mình nhúng vô rất là ngon luôn. Cái nấm Tùng Nhung thì nấu cháo thì nó cũng không có mất mùi vị nè, không hay là nướng. Nói chung Tùng Nhung thì mình ăn cái gì mà càng ít gia vị thì càng thơm ngon. Đúng rồi. Rồi hai lên chảnh chuẩn bị đi, rồi em đem này lên là ăn. Okay. Được. Bữa nay ba người ăn không? Làm nhiều một chút. Ok. Sôi chưa? Sôi rồi, nãy giờ chờ. Nè. Chắc như đủ ăn rồi. Chắc như đây đủ ăn. Hả? Quá trời ngon không? Rồi bây giờ set up đi, nhanh lên, đói bụng rồi. Rồi. Hả? Wow. Bỏ mực cái chứ. Này thì rau hái nhà nè. Có mực, có tôm nè. Có con hào nữa đó. Đũa. Thịt bò nữa nè.
Nhà bún. Nói chung là đủ món không? Có con hào nữa. Chắc bỏ hết vô luôn đi. Hào, tôm gì đó. Tôm để bỏ cuối cùng. Sao hả? Còn thịt bò để cuối cùng luôn. Bò chỉ nhúng vô thôi. Anh nghĩ nấm mình tét ra mình bỏ luôn ha. Ờ, nấm tét ra bỏ luôn á, đi qua. Có dơ thì... Wow, nấm tươi trần. Ồ, cái bún này thì hơi nguội rồi, cho nên nãy quên phải bỏ bún. À, lát gì mình ăn mình nhúng vô chứ gì? À. Mốt mình kiếm cái microwave mà loại nhỏ 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 một chút á, đem đi luôn. Cho đủ món thôi à. Thôi trời lạnh lạnh ăn lẩu là ngon lắm rồi nha. Bỏ cháy. Cái này tươi ra nha. Xé nhỏ nhỏ ra, mỏng mỏng á, phải chứ. À, có nước mắm ớt nữa nè. Này à, ăn mà vô đo bụng là cái chuyện là người nấm đó nha. Người, tại vì cái người nấu. Nấu chín rồi thôi, có gì đâu, đâu cần đau bụng. Đâu có bị đau bụng. Cái này cái gì mình nấu sống gì đó. Có tùm nhung vô đã nha. Ngoại trừ là mình ăn. Nhưng mà cái lẩu á, tùm nhung không có ngon bằng cái mồng gà đâu nha. Lẩu thì nấu cháo. Bữa nào nếu mà có lẩu bữa nào mình nấu cháo bữa. Rồi bây giờ sắp sửa ăn hả các bạn. Quá trời thơm lừng luôn đó. Đầy đủ món giống như ăn ở nhà luôn ha. Nhưng mà ăn ở đây thì nó sẽ ngon gấp bội. À, wow, sôi rồi nè nha, nhanh lên nha. Wow, ngon không? Chín chưa? Nhanh lên. À, chắc ngồi đây chắc. Đói bụng quá. Ngồi xuống đây, có cần bia gì không? Không có bia. Trời ơi, sao đem đi không đem bia? Ủ xỉn rồi sao về? Sao nhanh lên. Rồi, mời các bạn ha. Thơm lừng. Bỏ rau vô. Bây giờ có mùng tơi, rau muống, đọt su, xà lách son, rồi cái gì ta, bạc hà ở nhà không các bạn, toàn rau nha. Nè cái đó chấm đi. Để cho nó sôi lên mới ăn ha. Ăn đi, ăn được rồi đó. Bỏ nè, rau ngò gai. Dạ, xin mời các bạn. Xin mời các bạn. Xin mời các bạn nha. Nó mà trời mà ăn lẩu vậy là bá cháy rồi. Để coi anh coi không có quay không đã. Ăn xong rồi. Không có quay. Không có quay. Bá cháy rồi, được rồi. Ngon không? Ngon. Thịt bò ăn nhúng rồi ăn. Sao không có bỏ mấy con hào vô ăn? Ăn bỏ mấy con rồi. Con nhúng vô nóng rồi. Nóng chín chưa? Sắc chín rồi đó, sôi nãy giờ. Tôm nè. Quá ngon các bạn ơi. Nóng đã chín rồi quá. Chín rồi đó. Ngon đi quay. Ngon ngon. Rồi hôm nay có ăn lẩu nấm con gà chưa? Chưa. Ồ. Chấm nó mắm không? Dù cái lẩu thái chua này mà mình nhúng cái rau mồng tơi cũng rất là ngon luôn. Có đọt su nữa đó, ngon không? Cái đọt su này nó ăn rất là giòn. Thấy mồng tơi ra nó bớt chút. Tấp hết rau xanh đi. Xong rồi bỏ rau xanh vô. Mực nữa nè. À, mực là chín hết rồi nha. Nè chất tôm nè.
cái nấm mông gà này ăn lẩu, xào mì, xào bún hay là xào miếng ăn rất là ngon các bạn. Rồi món nè. Hôm mốt mình làm cái lẩu chua đó ra, lẩu chua Việt Nam mình á, canh chua á. Này cũng giống vậy. Nhớ là lẩu Thái. Cắm nước mắm. Bỏ ớt nhiều chứ, ớt quá vậy. Nè, má ớt ra chín cái đống rồi. Chín cả đống luôn, ở nhà cũng chín mà tại hồi sáng đi sớm quá, lười chạy ra hái đó. Giờ có con trái nhà, cắt con trái à. Cái đi rồi lại đấy, cái là cay ngon. Ông ông. Cái ông này nghe lại cái nó nấu cái mùi nó có chạy lên là. Bỏ lắc lắc này nó ra. Cái cà chua vàng này là hái nhà các bạn. Lắc lắc đi. Thịt bò nè, lắc lắc đi. Ai ăn thịt bò lắc lắc nè nghe không? Thịt bò thì được, lắc lắc. Lắc lắc đó. Là nấm ăn giòn rụm à. Ngon quá. Đúng là nấu lẩu là má cháy rồi, ngon hơn Tùng Dung. Tùng Dung nấu lẩu không có bằng đâu các bạn. Giòn quá ha. Nó khô nó còn giòn dữ nữa. Thì có nhiều bạn nói không, hai vợ chồng cứ tiếp tục hái nấm ha, mặc dù không chưa có nấm Tùng Dung, nhưng các bạn mọi người vẫn ủng hộ, tại vì mọi người thích lên rừng hái nấm, với lại ăn ăn bụi đời như thế này ở ngoài trời như thế này các bạn, thì các bạn mọi người cái này là sao hả, ăn bụi đời được, ăn bụi đời là bụi đời, bụi đời nào ra ngoài có món này về ăn đâu, kêu là ăn bụi, ăn bụi thôi chứ không phải ăn bụi đời, ăn trong rừng hay là trải nghiệm. Thì tại vì cái đôi khi các bạn xem mình hái nấm Tùng Nhung á nhiều, năm ngoái thì thấy cũng như nhiều bạn nói thích, mình cũng thích hái Tùng Nhung, nhưng mà nấm gà này cũng là cái loại nấm quý đó các bạn, cho nên là mình hái cũng rất là mê luôn. Các bạn mà lên người Tây ở đây người ta bán, mấy người ta đi bán gì đó, hái người ta bán các bạn, thì khoảng 15 đồng một bao. Nấm này ăn ngon hơn nấm trong tiệm bán nữa chứ. Ngon hơn nhiều á. Phải chê chứ. Lâu lâu cũng có thấy ở Thiên Chi nó có bán nấm con gà này anh, cũng mắc lắm ạ. Anh thấy mấy người trên TV mà người ta làm mấy cái đầu bếp mà nổi tiếng á, ta dùng cái chế biến cái món cái mầm gà. Con gà này là ăn rất là ngon. Nhưng mà cái món Việt của mình khỏi cần phải chế biến. Ăn lẩu cứ rửa sạch rồi trụng vô ăn. Đơn giản càng tốt. Bữa nay đi đói bụng mà trời lạnh không bạn, chiều cái giờ nó lạnh chắc cũng còn khoảng mười mấy độ à. Còn cái suối nữa, cho nên gió thổi lạnh ăn lẩu này là ba cháy luôn. Rồi bây giờ nó lạnh lạnh rồi cho nên nó hứa hẹn cũng sắp có Tùng Dung các bạn. Tùng Dung mặc dù trời mưa, nhà mưa chứ mà phải lạnh bao nhiêu dưới bao nhiêu độ nó mới mọc lên ha. Để dớt mấy cái lắm, nhưng mà cái bỏ không chắc được. Nấm giòn quá ha, quá ngon. Dứt nấm này, dứt nấm này. Có gì không? Đúng không? Hai buổi đời. Dứt ăn cái này để đó. Còn hết. Nè, mấy con heo rồi nè. Con heo rồi luộc rồi. Chín rồi. Hết luôn ha. Hết luôn đây.
Giúp mình nhiều lần chưa? Hào. Hào. Hào này luộc rồi, chín rồi. Quá trời ngon. Ăn hết thằng ta bỏ hết luôn á nha. Ăn rồi. Hết rồi. Cái nước chua chua ngon ngon mặn mặn cay cay. Có lòng bia nó hết sảy à. Nhưng mà nhanh là để cho nó nguội ăn nó ngon. Cái đọt su này mà xào với nhúng lẩu là bá té luôn á. Mình có lắc có mấy cái lá chanh số 8 của mình bỏ ở đây không? Ừ. Mày hả? Ừ, nhà mình á. Có thơm. Cái nấm này nấu lẩu này ăn nó giòn quá trời ha. Mình xào mì rồi nó ăn vậy mà nó không giòn bằng. Mình bỏ vô đây nó không có ra nước như cái xào. Xào ra nước. Cái bàn bữa nay nó bàn bằng xi măng. Hai ông dọn bàn, không quét lá thông luôn nè. Đang ngồi buổi đòi mà. Cái microwave nó xài bao nhiêu watt ta? Cái nhỏ nhất thì 750 watt. Ờ, thì mình mua cái nhỏ nhất em. Tại vì có xe tắt đó. Cái mình bỏ nó, mình cần gì mình cần. Ừ, trời. Mua nhiều thứ quá, mốt cái rồi đi hai nắm cho được nắm luôn á. Bỏ hết luôn đi chắc hả? Hết đâu? Hết luôn đi. Tại đem dễ cái mình hả bị kẹt hay gì đó mình đủ thứ ăn. Bỏ nhiều quá ăn. Mình cầm cái gì mình xài. Nó đục cát. Thấy nó rồi. Ngon quá ngon. Ngon quá. Hả? Chị ăn là xong buồn ngủ quá. Ăn cái gì ngon, nó buồn buồn. Đi mưa giờ mệt đó. Cái bò cũng mềm quá ha. Nhớ xưa ăn cháo không? Lúc đó là hình như trừ mấy độ á. Ăn xong tê cứng người, leo xe không nổi á. Mùa đông đây nha. Lạnh chiều mà hãy nắm tùm nhung xuống. Mà mặt trời nó sập một cái rồi à. Rồi lạnh dữ. Ở chỗ này, khu chỗ này có này. Thì mùa hè thì nó nóng hơn ở chỗ mình ở á, rất là nhiều, mà mùa đông á thì nó lạnh rất là nhiều luôn. Ăn thịt bò hết đi. Bún cả ăn nghe không? Ăn xôi. Hết luôn. Bún cần ăn hết, ăn này cần ăn hết. Có bụng mà hết mà bụng. Chăn rất là nha. Thịt bò với em á, nó chín rồi nè. Rồi, anh đi qua hết rồi. Tốt rồi. Bữa nay thì mấy anh em mình đi cũng hơi trễ, tới đây chắc cũng 12 giờ. Mà vô thì hái cũng không có đi xa. Còn mấy miếng rau ăn hết luôn đi.
không được. Mấy cái ổ cho nên hái nhanh chứ. À, với lại đi ra tới 12 giờ hái vô đâu có được nhiều. À, đi ra 3 giờ các bạn, vô có 3 tiếng gì hả? Ừ. Vô ra có 3 tiếng à. Mà nói chung cũng quá trời nhiều luôn. Cái nấm này đi mà gặp ngay ổ thì nhanh lắm. Nhanh lắm nhiều. À. Mà tông nhúng cũng vậy. Tùng nhúng vậy chứ bộ có kỳ nào gặp một ổ là đầy luôn, một cái vỏ luôn á. Tùng nhúng nặng lắm là tại vì nó chắc. Mà lúc đó trời mưa nữa, nó không có bị khô giống như cái này. Ở cái này nếu mà trời mưa anh xách không nổi luôn á. Nó cũng nặng. Cái này mà đi gặp tùng nhúng là không có ngồi ăn lẩu đâu. Giờ còn chậm á, chưa ra nữa. Chưa ra nữa. Đói bụng đi hết nổi vậy. Không có đâu, nhiều khi nó bụng quá cái vừa ăn cầm miếng gì vừa nhai mà tay thì dập đi một bò bò. À, thì cái nấm này thì mặc dù mà vẫn mê tùng nhung các bạn, nhưng mà cái nấm này ăn cũng không ngon lắm, nó không có mùi thơm thôi. Mà cái nhúng lẩu này nó giòn ngon ha. Nhưng anh thấy mấy ở bên Mỹ rồi đó, chỗ mà khu vực không có nấm tùng nhung người ta đi tìm nấm mồng gà người ta hái không. Đúng rồi. Nhưng khi không có nấm mồng gà nữa đó mà bên thấy nấm gà nhỏ xíu vậy nè, mà vàng vàng á. Bên đó loại vàng, loại nhỏ. Nó xíu rồi, cái loại đó thứ ở Chile quát á. Có chút xíu à, màu vàng. Vàng tươi luôn á. Nhìn đẹp mà đều nhỏ quá, nhỏ cũng hơi ngán. Cái đó hồi đó mình cũng có đi Chile quát mình nhổ một lần. Mà ít quá, không có nhổ nữa. Coi như là đi đói bụng, trời lạnh mà mệt nữa. Xuống đây ăn bữa lẩu nóng. Ngon dữ lắm các bạn, nếu mà các bạn nào có đi hái thì mình thử nấu lẩu ăn đi ha. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xem, bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Hey, xin chào các bạn nha. Bye bye các bạn. Để mình vét hết cái nồi lẩu đang để bỏ phí uổng. Ừ. Biết là mấy cái nấm á.